phải là một thuốc đâu, thường nó là polypharmacy. Mà các anh chị có thể nghe nói cái từ polypharmacy là nhiều thuốc, hoặc là những người già các anh chị thấy rằng á, họ càng nhiều bệnh kèm theo, những người nào càng nhiều bệnh kèm theo thì càng nhiều thuốc, đúng không? Thì đó là một cái sự tương tác à, tương tác thì người ta có thể đưa theo cái tỷ lệ là số thuốc tăng theo cấp số nhân với số lượng thuốc phối hợp đó, bạn chưa không? Cái tỷ lệ tương tác thuốc đó, ví dụ như hai thuốc, 2 × 2 là bằng 4, 4 cái nó tăng được cấp số nhân à, có nghĩa là quản lý nguy cơ rủi ro à, cũng như là những cái thất bại nó sẽ tăng theo, rủi ro và thất bại cũng tăng theo. À Linh Hai hả? Chưa chiếu bài giảng đúng không? Rồi, ok quên. Các bạn phải nhắc chứ, nhiều khi cũng quên. Các anh chị thấy bài giảng chưa? À. Ok. Chính vì vậy á, là cái thuốc á, nên cái việc này á, là bác sĩ người ta không khảo khám hết được. À. Ở đây là các anh chị biết á, là một vấn đề nữa là thuốc đông y nữa nha, đúng không? Đó. Nên chúng ta học ở đây dùng như chúng ta ít nói đến thuốc đông y, còn cái trường hợp thuốc đông y. Nên này các anh chị sẽ thấy rằng á, trong chương trình của y học cổ truyền á, nó cũng có cái là dược sĩ lâm sàng cho cái thuốc đông y kết hợp. Cái đó chắc một cái mảng mới, tôi sẽ có thời gian tôi sẽ tìm hiểu thêm. Tôi có mấy vài người bạn cũng làm bên y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền dược, nhưng mà dược sĩ là mình y học cổ truyền. Cái đó cũng như là mình không phải là mình, các bạn đừng nghĩ về giáo viên là biết hết tất cả đâu, dựa vào cái giáo trình của các anh chị để nói thôi. Chứ còn khi làm thực tiễn là mình phải đi tìm những kết hợp những người có thế mạnh chuyên môn sâu, chuyên môn hành nghề tốt. Ví dụ như tôi, các bạn sau này các bạn có liên quan đến khoa nào mà thế mạnh của bạn thì tôi, cái nhiều khi tôi tới kết hợp làm việc thì đó, là chứ không phải là nghĩ các bạn là học trò, không, không phải học trò. Các bạn phải biết nhiều, nhiều khi các bạn có biết cái hay chứ, tôi cần phải học hỏi chứ, chúng ta phải học hỏi ha. Chứ không ai hiểu biết hết, còn ai cho mà hiểu biết nhiều quá thì thôi tôi không có bàn, được không? À, mình không bàn nữa. Rồi bây giờ các bạn thấy rằng á, thuốc nó sẽ tăng theo cấp số nhân, vậy thì người dược sĩ lâm sàng phải có kiến thức nhất định về tương tác thuốc à, để cố vấn cho bác sĩ kê đơn. Đấy, cố vấn nha, hiểu cái từ này không? Mình nhớ được cái vai trò của mình không? Là hỗ trợ thôi, cố vấn thôi, bác sĩ nghe không nghe nữa khác nha. Và hướng dẫn nha, cho người bệnh, nhớ cái vai trò của mình để mình xác định quy câu này, mà đặt cái người dược sĩ này nè, nó cố vấn và hướng dẫn, chứ mình đâu kê đơn, mình đâu có quyền bắt bệnh nhân, mình hướng dẫn, nhưng mà bờ trên cái gì, trên cái sự kê đơn của bác sĩ, lưu ý điều đó. Phân loại tương tác thuốc thì mình tập trung vào thuốc và thuốc, nó theo tương tác dược lực và dược động học, nhớ hai cái này. Nó dẫn đến hậu quả ha, nó dẫn đến hậu quả thì có thể là tăng tác dụng và giảm tác dụng. Đây, thấy không? Cái hậu quả, cái nào có để là hậu quả đó, chứ mà tăng tác dụng là tốt, và giảm tác dụng cũng là hậu quả ha, nhớ cái mô hình này. Bây giờ mình sẽ đi theo nhánh dược lực học trước, đúng không? Đi nhánh dược động học sau. Thì dược lực học thì nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến các cấu trúc, đúng không? À, nó liên quan đến những cái vấn đề về di truyền chẳng hạn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó do gì? Cạnh tranh vị trí các tác dụng trên các receptor, có phải là trên các cấu trúc không? Đó.
tác dụng trên hệ thống sinh lý của cơ thể mình. Bạn thấy không? Nó khác cái để chúng ta nhấn mạnh để làm gì, chúng ta thấy là khác khác với dược động đúng không? Tương tác thuốc này, tương tác dược lực chiếm phần lớn các tương tác gặp phải trong điều trị đó, thấy không? Tương tác dược lực học nó chiếm phần lớn trong các tương tác trong điều trị. Vậy thì đầu tiên mình sẽ nói tìm hiểu là nó cạnh tranh trên các receptor. À, nó có hai ý là cạnh tranh trên receptor và trên cái hệ thống sinh lý. Thì ở đây là tương tác này nó xảy ra tại cùng một receptor giữa hai thuốc trên tế bào của mình đó. Nó dẫn đến là nó làm giảm hoặc mất tác dụng. À, người ta gọi là tương tác đối kháng. Ví dụ atropine, bilocarbine, đó này là cái ví dụ thôi nha. Nhưng mà sau này mình đọc mình để hiểu rằng nó một cái thuốc A nó cạnh tranh với một cái thuốc B nha. Thì đó, nó theo nguyên tắc. Nhớ các nguyên tắc này. Nên đây các bạn sẽ thấy rằng á, những cái thuốc trong nhóm ít khi nào dùng chung đúng không? Đó, thấy không? Các thuốc tương tác xảy ra trên cùng một hệ thống sinh lý thì coi cái hệ thống sinh lý này. Nhưng mà đây những tương tác xảy ra tại các receptor khác nhau, hồi nãy là một receptor nha. Trên receptor, còn này khác nhau nhưng có cùng đích tác dụng. Đó. Thì các tương tác này nó làm tăng tác dụng và gọi là hiệp đồng. À, hiệp đồng cộng hay hiệp đồng tăng mức, ví dụ như 1 cộng 1 bằng 3 chứ không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Bạn hiểu không? Lưu ý các cái trường hợp đó. Nó khác trên receptor nhưng mà cùng tác dụng tác động. Các dạng phối hợp này á, cái này là người ta lợi dụng trong điều trị nhiều à, nhưng mà các bạn nhớ là phải có những cái dựa vào trên những cái y văn cụ thể nha, được chưa? Ở đây là mình học cái nguyên tắc và đây là những cái tương tác cũng rất khó phát hiện và phòng ngừa à, vì cơ chế tác dụng của các thuốc nè phối hợp có thể rất khác nhau, do đó người thầy thuốc khó đoán được hậu quả, nhớ nha. Nên các bạn cái cơ chế này chỗ dược lý của nó nè đó. Cơ chế tác dụng của những thuốc các bạn có nhớ cái cơ chế này chỗ hóa dược á, chỗ môn hóa dược cái dược lý á, mình nắm có kỹ không? Đấy không? Cái gì làm thành cái chỗ khi mà nhắc đến cơ chế, các anh chị nhớ hãy nhớ về môn dược lý với môn môn hóa dược giùm tôi được không? Đó, nó gắn kết như thế nào? Đó, thì đây là một cái ví dụ thôi về cái thuốc chống trầm cảm Imao à, đó còn này là mình học cái nguyên lý rồi, chứ giờ khi các bạn học chỉ biết một cái thuốc trên nhóm Imao các bạn hiểu sâu à, tôi không có dạy các bạn học sâu vô cái nhóm Imao này mà các bạn không nắm được cái nguyên lý cũng thua đâu vào đó các bạn, đó là nó nếu mà học một nhóm thuốc cụ thể nên như vậy thì đang lơi vào dược lý chứ không phải là dược lâm sàng, nhớ nha. Nên đây các cái chiều hướng các bạn đọc các bạn đọc bà đọc đọc sách đọc y văn để mình biết cái nào à. Mình đi học mình đọc một cái y văn mình sâu vào cơ chế thì mình đang đi hướng vào dược lý để mình hiểu à. Các tương tác do phối thuốc phối hợp thuốc với cùng một kiểu độc tính à. Đây là tương tác bất lợi thường gặp do vô tình sử dụng các thuốc có cùng tác dụng điều trị khác nhau nhưng lại có độc tính trên cùng một cơ quan, nó tăng độc tính lên. Cái này là tác dụng phụ tăng độc tính, còn này là có lợi, nó tăng lên có thể là tăng liều, đúng không? Nó tăng trong cái vấn đề về điều trị đó. Nhưng mà cái này là tăng độc tính, tăng độc tính. Tăng độc tính khi gặp phối hợp với các thuốc cùng nhóm với nhau có thể tăng kiểu độc tính. Còn các ví dụ các anh chị đọc, đó là ví dụ cụ thể. Ví dụ như cái nhóm thuốc corticoid là phối hợp với thuốc chống viêm không steroid làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Anh thấy không? Đó. Xuất huyết dạ dày á, nhiều người ta uống không biết. Nên này cái chỗ này ta kèm theo BBI vô nữa nè. Đúng không? BBI.
Có uống BBA các bạn nên các bạn thấy rằng á, hay, uống diclofenac á, bác sĩ kê thường thường có cho thêm BBI nữa đúng không? Đó. Để tăng tỷ lệ loét dạ dày. Đây là cái này các bạn sẽ thấy nó giảm giảm thị lực và suy thận. Rồi bây giờ là hồi nãy là dược dược gì dược lực, còn bây giờ là đến dược động học ha. Dược động học thì nó liên quan đến ADMA nè, đó là hấp thu phân bố chuyển hóa thải trừ, các bạn nhớ là dược động và dược lực ha, khác nhau đó. Thì ở đây các bạn thấy rằng dược động học nó có hấp thu phân bố chuyển hóa thải trừ, là hấp thu là vị trí của thuốc đưa vào cơ thể, phân bố của nó thu vào cơ thể, chuyển hóa nó ở gan nè, bài xuất ở thận nè. À, các đã đi được một cái hướng cho cái bài về các thông số dược động học cơ bản cho người suy giảm chức năng gan thận rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi xem cái chỗ mà gọi là hấp thu của thuốc ở vị trí là A, hấp thu phân bố chuyển hóa thải trừ. Vậy thì cái tương tác hấp thu á, xảy ra ở thuốc theo đường uống với các đường đưa thuốc khác tỷ lệ gặp không nhiều, khác không nhiều. Thì đường uống mình chúng ta thấy rằng nó liên quan đến pH dạ dày. À, chúng ta thấy là cái hệ thống tiêu hóa mình đó là đi từ đâu? Đi từ miệng đến hậu môn đúng không? Đó. Thì nó qua cái viên thuốc của mình. Nó đi vào dạ dày thì nó gặp axit dịch vị. Axit dịch vị. Nên đây các bạn sẽ thấy rằng những cái thuốc mà nhóm người ta có những cái thuốc dạng nào không được bẻ. À, đúng không? Đó. Để nó có thể hấp thu, nó không bị phá hủy bởi axit dịch vị để có thể nó xuống tới tá tràng ruột non nó hấp thu, bà anh chị vô đó, hay là do sự thay đổi nhu động đường tiêu hóa, nhu động đường tiêu hóa. À, khi đó là nhất nhất là những cái người mà lớn tuổi, cái hệ thần kinh thực vật của họ có sự thay đổi, có sự khác với người bình thường. Hay là khi mình uống nhiều thuốc, ví dụ như nó sẽ tạo phức chẳng hạn, ví dụ như bạn ở đây là những cái thuốc này là kim loại hay ông chị, hoặc là các anh chị uống tetracycline với sữa chẳng hạn, hoặc là những cái thuốc uống với sữa nó có thể tạo phức chelate, phức càng cua đúng không? Đây này, uống cùng kháng sinh. Đó trong hóa dược các anh chị có học. À, tôi đã đọc trong trong hóa dược. Tất nhiên mình dạy không phải là họ đọc học hết, nhưng mà mình có đọc trong vài ý trong hóa dược cho cái phần này thôi. À, đó là dùng thuốc với thực phẩm đó. Lưu ý cái chỗ này. Hay là nó liên quan đến cản trở cơ học, tạo cái lớp ngăn tiếp xúc thuốc với niêm mạc ống tiêu hóa. Ví dụ như bạn các bạn người cái người người ta có thể uống những cái thuốc nó bao che niêm mạc tiêu hóa như là colon, meta, sucralfa, thì mình cũng lưu ý khi đối với những cái thuốc đó. Thì cái này là quan trọng là mình nhớ những cái nguyên lý nguyên tắc này, còn cái thuốc mình phải đọc trong các kinh nghiệm mình về thực hành nghề, hành nghề ha. Cái này là kinh nghiệm hành nghề tăng dần. Cái quan trọng dựa lâm sàng là cung cấp cho bạn những cái này. Còn ví dụ các bạn có thể nhớ, nhưng mà kinh nghiệm hành nghề rất là nhiều thuốc và gặp nhiều bệnh nhân. Nên ở đây nhiều khi các bạn thấy rằng ở dưới quê nhiều khi bệnh nhân ít bác sĩ gặp, cái trải nghiệm ngành nghề của bác sĩ nhiều khi ít hơn những bác sĩ thành phố chỗ đó nữa. Bác sĩ thành phố thì khám nhiều khi không kịp trở tay. Rồi. Tiếp đó là sự hấp thu đúng không? Đến cái việc mà phân bố thì nãy nói cái các bạn cập đến là nó gắn kết với protein. Nó gắn kết với protein. Gắn kết với protein. Lúc đó là thuốc nó dạng tự do hay là dạng gắn kết thôi.
thì các tương tác có thể do đẩy nhau ra khỏi protein. Ví dụ như một cái thuốc này nó gắn với protein rồi, mình uống vào thì nó đẩy cái thuốc đó ra khỏi protein thì nó chiếm lấy, đúng không? Nó làm tăng cái nồng độ của thuốc bị đẩy ra cao lên để dần tự do. Đó là do những cái thuốc có điểm gắn kết với protein. Thì cái này là các anh chị đọc những y văn hoặc là những cái tờ hướng dẫn có sự gắn kết protein, nó đề cập đến hóa dược hay là cái cơ chế của dược lý. Nhưng mà mình nhớ là cái thuốc đó nó dạng gắn kết protein cao, nhưng mà nó có bị đẩy ra hay không khi uống một cái thuốc, trong cái những cái nghiên cứu nó có đề cập đó. Nên đó là vì sao mà các bạn biết cái cách mà học và cái cách mà làm ở chương 2 Rosette nó giúp cho các anh chị tìm tài liệu để chứng minh để tăng cái khả năng kinh nghiệm nghề nghiệp của mình lên. Nên cái việc mà các anh chị học kết thúc môn này, các anh chị có thể học cuốn này chương 1 giúp cho các anh chị thuộc, các anh chị thi thi đậu. Nhưng mà cái cách làm project mà tôi thiết kế cho các anh chị thì nếu các anh chị làm ở bệnh viện các anh chị sẽ thấy, sau này các anh chị học những cái khóa CME các anh chị cũng thấy. Đó là cái đó chúng ta sẽ đi theo hết cả cuộc đời. Bởi bản thân tôi đi ở ngoài thực tiễn, tôi thấy và tôi sẽ, đó là sự lựa chọn, sự lựa chọn về cách dạy của mình để giúp cho các anh chị cũng như các bạn chính quy hay không phân biệt hệ nào có thể là ra ngoài làm việc nó giống nhau, hiểu được cái cách làm việc giữa các bên, giữa các dược sĩ với nhau, chứ không phải là hơn nhau là điểm số cao hay thấp. Ví dụ nói cách tìm tài liệu, các anh chị cũng biết cách tìm nếu các anh chị đã trải nghiệm, còn các anh chị không tìm thì tôi chịu thôi, đúng không? Đó. Tương tác do thay đổi tỷ lệ nước ở dịch ngoại bào của cơ thể, cái này hồi nãy cũng đề cập ở cái chương chương trên và các thông số dược động học, đúng không? Phân bố nhiều nước, ví dụ như các thuốc phân bố nhiều nhiều nước như dioxin, theobromine, kháng sinh nhóm, nó ở nó sự nhạy cảm mà sự mắc dịch ngoại bào, nhạy cảm với mắc dịch ngoại bào. Thì các bạn biết là ví dụ như uống thuốc lợi tiểu đi, nó gây mắc dịch ngoại bào tiểu nhiều, đúng không? Đó. Nó sẽ làm tăng cái nồng độ của thuốc này lên. Tăng nồng độ của thuốc này lên tại vì mắc dịch ngoại bào. Tiểu đi tiểu nhiều thì cái việc mà phù nó giảm xuống, đúng không? Nó cái ứ nước nó không có. Nên các bạn thấy đó, mấy người già người ta cái việc mà dịch ngoại bào này nè, mấy người mà lớn tuổi dịch ngoại bào họ còn xương với da ốm. Các bạn sẽ thấy rằng khi mà sử dụng mấy cái thuốc mà gọi là phân bố dịch ngoại bào này, tôi không có đề cập một thuốc cụ thể nha. Đó là bây giờ khi mà gặp một thuốc cụ thể các bạn biết xem có phân bố dịch ngoại bào của nó ở nhiều ít, nó ảnh hưởng đến cái liều. Các bạn sẽ thấy ví dụ như bữa trước tôi mới gặp một người, một cụ 101 tuổi, bạn biết không, nhỏ về bằng như giống như là bằng học sinh lớp, dường như 101 tuổi rồi đó, nhỏ xíu dường như bằng một đứa trẻ học lớp bằng 6 tuổi thôi. Ý là cái kích thước nhỏ nhưng mà da độ khô, nhưng mà cụ vẫn ăn uống nước, đúng không? Đó, mình gặp những trường hợp đó. Nó đâu có miêu tả trong bài đâu, nhưng mà đó là những tình huống bên ngoài. Khi mình học những cái này mình nhớ đến những cái tình huống bên ngoài, hoặc là mình gặp tình huống bên ngoài mình nhớ cái chỗ này mấy cụ già nè, cái việc mà dịch ngoại bào họ giảm nè, đúng không? Đó, mình lưu ý ha. Hay là nhiều gặp những người mà mập to có béo phì hay là bị phù hay không cũng lưu ý ha. Khi dược lâm sàng là chỉ có khi bạn nhận diện bạn nhận diện thì bạn mới biết được cái dược lâm sàng là giống như bạn phải có cái này nè, bạn nhận diện bệnh nhân nè, đây chỗ này nè. Bạn nhận diện bệnh nhân bạn mới biết được là mình áp dụng kiến thức vô chỗ này,
xong là bạn mới có những cái thiết kế tìm kiếm để đọc các y văn hay các thuốc gì đó cho phù hợp với đơn thuốc này, đúng không? Đó. Bạn mới biết, bạn mới nhận diện chỗ này, chỗ này nó đều có cái này là mô hình của nước ngoài mà nó liên quan đến nhiều thứ lắm, đúng không? Đó. Nhưng mà đó là một cái triết lý, mà triết lý nên cái tình huống nào mình xài cũng được. Rồi tới thay đổi chuyển hóa ở gan nè, hồi nãy cái EH03 là gì? Cảm ứng, đúng không? Nãy tôi nói. Và EH07 là gì? Ức chế, đúng không? Đó, chuyển hóa ở gan. Đây, ví dụ như cảm ứng inducer, ức chế là cái EH03 là gì? Cảm ứng, đúng không? Đúng không? Còn EH07 là ức chế, đó là những cái trường hợp. Hay là những cái ức chế, mình nhớ là cái EH của họ là trên 0,7, đúng không? Thì đây, những cái thuốc nó sẽ gây một số thuốc ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme gan, nó gây nó dạng cảm ứng hoặc là ức chế. Thì nếu các thuốc dùng đồng thời với chúng là có ảnh hưởng lên hoạt tính của enzyme gan, cảm ứng hoặc ức chế ở bạn này, có nghĩa là làm thay đổi cái lượng thuốc bị chuyển hóa ở gan. Như vậy sinh khả dụng sẽ bị thay đổi, đúng không? Tuy nhiên nó quá nghiêm trọng với những thuốc điều trị hẹp, nhớ ha. Thì những thuốc ở cộng một nè, đó, cảm ứng, đúng không, làm tăng khả năng chuyển hóa của thuốc khi phối hợp với chính nó, đúng không? Hậu quả là giảm đến nồng độ của thuốc trong giảm nồng độ của thuốc trong huyết tương, cảm ứng. Ở cộng 2 thì gọi là sao? Gây ức chế enzyme chuyển hóa của chính thuốc nó, thì nó sẽ làm tăng nồng độ ha, khi tăng nồng độ anh chị lưu ý, ví dụ mình mà cho uống vô, đúng không, thì nó sẽ tăng nồng độ những thuốc này lên. Do vậy cần lưu ý khi phối hợp với các chất trong bảng trên, thì cái này là một cái bảng ví dụ thôi nha, còn khi mình đọc thì mình phải có căn cứ thêm các nghiên cứu, đó là chỉ là ví dụ. Nên tất cả các tình huống một cái thuốc cụ thể trong quá trình học trong lâm sàng, các bạn nhớ chỉ đó là một cái ví dụ, ví dụ chứ đừng áp cứng nhắc vào nó. Thay đổi pH xuất qua thận ha, đó, thì thay đổi qua pH nước tiểu ha, có thận ở dạng hạt còn hoạt tính. Sự thay đổi có thể làm bài xuất qua thận ha, đó, thì theo cái cơ chế là thay đổi theo pH nước tiểu. Thì nó ví dụ như một số thuốc này nè, nó gây kiềm hóa nước tiểu thì nó làm tăng thải trừ các thuốc có bản chất axit chẳng hạn, đúng không? Hoặc là nó giảm thải trừ của một số thuốc có cho bazơ đó. Ví dụ vitamin C liều cao gây axit hóa nước tiểu làm tăng thải trừ các thuốc có bản chất là ăn cơ, dẫn đến làm giảm tác dụng ha, hay kéo dài sự tồn tại của các dạng salicylate gây tăng nguy cơ chảy máu. Đó là những cái ví dụ. Hay tiếp đến là cạnh tranh các chất mang với các thuốc thải trừ qua ống thận theo cơ chế vận chuyển tích cực. Đó. Hậu quả là làm gì? Tăng nồng độ, tăng nồng độ của thuốc ở trong máu. Thì các bạn nhớ những câu từ này khi mình đọc y văn nó sẽ đề cập. Ví dụ như là cái thuốc A này nó sẽ cạnh tranh với chất mang đó, thì nó có thể là làm tăng nồng độ của cái thuốc của cái thuốc khác trong máu và làm giảm cái quá trình bài xuất của thuốc. Rồi nãy giờ là mình nói của thuốc với thuốc là theo dược lực và theo dược động, còn bây giờ là tương tác của thuốc và thức ăn và đồ uống. À, các anh chị ha. Đó. Thì nhất là những cái thuốc dùng đường uống ha, các anh chị nhớ ha, cái thuốc dùng đường uống là nó tương tác với thức ăn đồ uống rất là nhiều ha. Đó. Thì các anh chị lưu ý, ví dụ như những cái thuốc đái tháo đường có hai loại là loại uống trước bữa ăn và uống uống sau bữa ăn. Và đặc điểm nữa là các anh chị nhớ là ví dụ như uống thuốc đái tháo đường là phải ăn đầy đủ đúng à,
chứ không ăn thì các anh chị nhớ là phải lấy cái thuốc đái tháo đường ra. Nói trong tình huống lâm sàng tôi cũng bị một lần nói giảng bài cho các anh chị như vậy, nhưng nhiều khi các bạn biết có nhiều yếu tố chi phối. Nhiều khi các anh chị mà ở nhà mà có chăm sóc với người là con cái hay hay người lớn tuổi thì các anh chị sẽ thấy nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Mình hãy đặt tình huống của bệnh nhân ở nhà cũng vậy. Hiểu được những mối tương tác này á, thì người dược sĩ lâm sàng có thể hướng dẫn cho bệnh nhân một cách chọn nước hay thực phẩm để uống, ăn uống nè. Đó, đúng không, anh chị vô không? Đó. Và có những cái chỉ dẫn thời gian uống hợp lý. Ví dụ như các anh chị sẽ đọc những cái ví dụ như là methyl prednisolone đúng không? Thì uống buổi sáng hay buổi tối, bạn hiểu được cái tác dụng phụ của nó chẳng hạn. Thời gian dùng thuốc chẳng hạn. Hay là nhóm vitamin này có nên uống buổi tối hay không, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không. Mình là người dược sĩ mình phải nhắc. Nhiều khi họ người người bệnh nhân họ không nhớ, họ cứ nghĩ uống được, không uống thì sáng uống. Hay là các anh chị sẽ thấy một số thuốc ví dụ như thuốc nhỏ mắt đúng không, ví dụ như atropine, không phải là mình nhỏ xong rồi quên rồi tăng liều được đâu, có những cái rất là nguy hiểm đúng không. Nên này mình phải hiểu được, tuy nó không có đề cập trong sách, nhưng mà tôi muốn nói rằng những cái thuốc trong sách chỉ là ví dụ thôi, còn khi khi mình gặp lâm sàng thì mình phải có sự trải nghiệm. Rồi, ảnh hưởng của thuốc đến thức ăn nè, thức ăn nó làm thay đổi nồng độ hấp thu. Ví dụ như thời gian làm thời gian rỗng dạ dày, nếu uống thuốc lúc đói á, thì thuốc chỉ lưu lại dạ dày chừng 10 đến 30 phút đúng không. Nhưng mà trái lại nếu uống thuốc sau bữa ăn, thời gian lưu lại dạ dày có thể là 1 đến 4 giờ. Anh chị thấy điều này ảnh hưởng tới sinh khả dụng dùng thuốc. Nên các bạn mà uống thuốc lúc đói thì cái thời gian lưu lại dạ dày nó khác nhau ha. Hay là cái này nó liên quan đến bào chế nè, các thuốc có độ tan kém Robicefen có lợi khi lưu lại dạ dày lâu. Cứng đúng không? Thì các bạn sẽ đọc cái này là nó có đề cập đến đến gì trong tờ hướng dẫn. Nên ở đây các chị thấy rằng nhiều khi cái tờ hướng dẫn của các hãng brand name á, nó rất là dài luôn đúng không. Tiếp là các thuốc có thể là cản trở sự di chuyển của thuốc trong lòng ruột. Đó. Nãy nó lưu lại và nó cứ cản trở của thuốc, do đó nếu uống thuốc sau bữa ăn thuốc sẽ bị khó lượng thức ăn cản trở và di chuyển chậm vào ống tiêu hóa. Thì ở đây là ta lợi dụng là các thuốc giải phóng chậm đúng không. Đó. Các anh chị sẽ thấy cái này là nhà bào chế nè, bào chế cái này liên quan đến nhà bào chế. Các bạn thấy cái phần này là thức ăn là nó sẽ kích thích tiết mật, thì đặc biệt là thức ăn giàu axit béo, điều này có lợi cho việc hấp thu các thuốc tan nhiều trong mỡ. Đó. Thì các anh chị thấy là mình uống vitamin chẳng hạn, nó sẽ tan trong dầu. Những thuốc vitamin nào nó tan trong dầu, thức ăn nó hoạt hóa hệ thống enzyme. Và một số là ảnh hưởng với các hợp phần của thức ăn, sự hấp thu của thuốc, bữa ăn giàu chất béo, vào chất đạm, quá mặn đúng không. Thì ví dụ như giàu chất béo thì nó ảnh hưởng đến những cái thuốc nào tan nhiều trong trong dầu chẳng hạn đó, đúng không. Ảnh hưởng của thức ăn đến sự hấp thu của thuốc còn phụ thuộc vào nhiều dạng bào chế. Đó, đây là bài học của các nhà bào chế, người ta nghĩ. Nên này các bạn biết làm công tác dược lâm sàng á, là cái đầu cái đuôi nhà bào chế á, cũng là nghĩ đến dược lâm sàng. Dược lâm sàng cũng có vẻ nghĩ đó. Nhưng mà đầu cái đuôi vậy đó, các dạng thuốc rắn là thuốc tan hấp thu bị ảnh hưởng bởi nhiều thức ăn. Đó. Nên này cái dữ liệu về 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 công tác bào chế
công thức bào chế thì nó rất là giúp ích cho người lâm sàng. Còn cái người cung ứng ở giữa là kinh doanh buôn bán ha, mình không nói. Nhưng mà cái bào chế với lâm sàng là dường như là hai hai gọi là sao, tay trái tay phải. Đi song hành với nhau. Thức ăn ảnh hưởng tới chuyển hóa của thuốc ha. Bữa ăn làm tăng lưu lượng dòng máu ở gan. Thì nãy chúng ta đã coi cái bài kia đó là gan mà cái chức năng gan mà giảm á, đúng không? Thì máu nó qua gan nó ít, đúng không? Bữa ăn nó làm tăng lưu lượng dòng máu qua gan. Hoặc là một số cái là nó gì? Nó liên quan đến enzyme gan chẳng hạn. Nó thì nó làm thức ăn làm tăng dòng máu qua gan thì hậu quả dẫn đến là tăng cái lưu lượng máu qua gan, đúng không? Đó, tăng lưu lượng máu này. Nó dẫn đến là tăng cái thuốc còn hoạt tính trong tăng hoạt tính trong máu lên. Đó, bạn hiểu là thuốc làm thay đổi bài xuất thuốc, thức ăn làm thay đổi bài xuất thuốc. Thì một số thuốc, một số thức ăn á, khi nó ảnh hưởng đến khi chúng ta nó liên quan đến pH nước tiểu, đúng không? pH nước tiểu. Và nó làm thay đổi đến cái việc mà bài xuất thuốc liên quan đến quá trình thải trừ. Và nãy là nó liên quan đến hấp thu, phân bón, chuyển hóa, thải trừ. Còn này, bây giờ là thức ăn làm thay đổi tác dụng độc tính của thuốc. Ăn làm thay đổi tác dụng độc tính của thuốc. Làm thay đổi tác dụng độc tính của thuốc. Đó là sự cản trở cơ học của thức ăn đối với thuốc ha. Thức ăn cản trở tiếp xúc của thuốc với cái bề mặt ống tiêu hóa đó, đúng không? Giảm cái lượng thuốc. Bởi vì người ta nói ăn no đừng có uống thuốc là nhiều, đúng không? Uống thuốc cách sau bữa ăn 30 phút. Đúng không? Ăn no là đi cùng với cái lượng thức ăn. Và nó do tương tác với hợp phần cái này đúc kết rồi thôi, nó do tương tác các hợp phần trong thức ăn. Ví dụ thức ăn nó chứa nhiều natri, nhiều chất béo, đúng không? Hay là trong nó có rượu, có phô mai, đúng không? Thì nó ảnh hưởng ha. Các thuốc bị giảm hấp thu do thức ăn này. Đó. Đây là thuốc nè, dạng bào chế, thuốc và dạng bào chế. Đây là những cái ví dụ điển hình. Các anh chị có thể giúp ích cho các anh chị để hiểu được những cái ví dụ này. Và thi cử thì các anh chị có thể xem ví dụ. Nhưng mà ra ngoài làm việc chúng ta đừng có khư khư áp dụng một cách cứng nhắc ha. Những cái ví dụ này là sự gợi mở để mình hành nghề. Các thuốc bị chậm hấp thu do thức ăn, được chưa? Ở đây là các thuốc không bị ảnh hưởng đến hấp thu. Thật sự những cái thuốc này ở trong bệnh viện chúng ta thấy đây. Tôi thấy ít cái thuốc nào ở ngoài nhà thuốc ha. Prednisolone có này, chloramphenicol nè, ranitidine nè, đó. Ảnh hưởng của đồ uống đến thức ăn ha, hồi nãy là thực phẩm, bây giờ đồ uống mà các anh chị nhớ là bia rượu, những chất có cồn, sữa ha, đó, những cái đó. Còn nước thì đây, ưu điểm của việc dùng nước để uống ha. Nước làm thuốc dễ dàng cho trong thực quản dạ dày ha. Tránh được sự động của viên thuốc. Làm tăng độ tan của thuốc, giúp cho thuốc khuếch tán đến hấp thu vào bề mặt tiêu hóa, do đó tạo điều kiện cho sự hấp thu của thuốc tốt hơn. Các anh chị nhớ là cái thuốc chúng ta uống nè, ví dụ như ở đây chúng ta học cái này nó nguyên nguyên tắc chung, đúng không? Nhưng mà trong tình huống uống thuốc đó, các anh chị thấy rằng nhất là những người già, người nằm một chỗ, thuốc uống từ viên như vậy, những cái cơ trơn của họ có di chuyển được không?
và khi họ uống bằng nghiền, các anh chị mà vô bệnh viện á, người ta có những trường hợp nghiền thuốc ra thì đây nó làm tăng cái độ tan, đúng không, sự hấp thu tốt. Nên các anh chị thấy trong này không đề cập, nhưng mà nó tình huống tôi muốn nói đến là cái sự tình huống cụ thể, nó đa dạng. Như bữa tôi gặp một cái bác trăm lẻ mấy tuổi, phải nghiền ra. Và cái cuối cùng là thời gian uống thuốc sao cho hợp lý ha. Các anh chị cũng lưu ý là thời gian uống thuốc sao cho hợp lý. Mục đích là thuốc ngủ uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thuốc hạ sốt giảm đau uống khi có sốt và có đau. Nên các anh chị, đây là một cái ví dụ ha. Mình phải hiểu được cái mục đích của cái thuốc của mình uống, và cũng như là cái tiếp đến là các anh chị thấy rằng khi đi bác sĩ, đúng không? Có những cái bác sĩ kêu phải sốt từ bao nhiêu độ trở lên, 37, 38 độ, mà thì có nên uống mấy thuốc hạ sốt hay không? Đó là những cái ví dụ ha. Chứ không phải là chúng ta cứ sốt và chúng ta uống. Hay là có trường hợp mà chúng ta tối qua mất ngủ, để ngủ ban ngày hãy ngủ, chúng ta lấy lại sức chúng ta uống thuốc ngủ ban ngày. Cũng nó hơi bị khó xử, khó xử. Các bạn phải phải làm sao phải tư vấn ha. Các tôi muốn nói một điều là cái ý thức bệnh nhân nó muôn hình vạn trạng, chứ không phải cái họ không có, đã nói rồi, mình học có chuyên môn làm sao mình hướng dẫn cho bệnh nhân chứ, đúng không? Hay là dược lý thời khắc, đúng không, ảnh hưởng với các nhịp thời gian đối với tác dụng sinh học của thuốc, nhất là corticoid nè. Đó là vì sao mà chúng ta phải phải kêu họ uống buổi sáng. Đó. Cái việc mà các bạn thấy rằng bữa Covid-19, đúng không, cái thằng methylprednisolone đi tìm nó cũng khó nữa đó. Nhưng mà để nó mà không khéo uống thì các bạn thấy rằng nó liên quan đến kháng viêm nè đó, đúng không, mà cứ sử dụng mà không đúng cách thì nó ảnh hưởng đến lét dạ dày không, đúng không, nó ảnh hưởng đến tuyến thượng thận không đó. Uống bao lâu nè, ở đây là uống khoảng sáng 8, nhưng mà các bạn nên nhớ xem cái đó là y văn lại coi cái đó uống bao lâu, 10 ngày, trên 10 ngày như thế nào. Ở đây này, cái cơ chế feedback về cái học môn thượng thận, thì cái này các anh chị đã được đọc ở học ở bài cơ chế của dược lý rồi. Dược lý mà chúng ta học ở dược lý thôi, chúng ta chỉ nhắc lại thôi. Và khi mà chúng ta thời khắc dùng thuốc, hồi nãy là tất nhiên là tương tác thuốc với thức ăn, là thời khắc ăn uống. Đa phần là thuốc là các bạn nhớ là những cái thuốc nào uống trước bữa ăn và sau bữa ăn, đúng không? Đó, là tránh xa bữa ăn, hoặc là những thuốc uống vô là phải ăn, hay là tiêm phải ăn, nhất là đái tháo đường chẳng hạn, tụt đường huyết phải ăn. Hay là các anh chị nhớ là những cái thuốc nhóm mà gây loét dạ dày tá tràng như thế nào, ăn sau bao nhiêu lâu thì uống, cái đó là thời khắc ăn uống. Và có những thuốc chúng ta phải uống cách nhau ra, đúng không, để giảm cái sự tương tác giữa thuốc và thuốc. Ví dụ như các anh chị phải có sự cách biệt một khoảng 2 giờ, cách nhau uống 2 giờ, chứ không thể nào chúng ta uống một lúc hết được. Nhưng mà cái việc mà cái cách khoảng cách đó đó, mình trên lý thuyết mình nói như vậy, nhưng mà trong thực tế cái khi khi bệnh nhân về nhà, ca không biết các anh chị để ý, cái sự tuân thủ thời gian đó nó rất là khó, anh chị nhớ không, có nhiều khi uống trước bữa ăn sau bữa ăn thôi, dồn để uống một lần luôn, đó là chuyện bình thường. Về lý thuyết người ta nghiên cứu ra như vậy đúng, và đưa ra chúng ta hướng dẫn như vậy, nhưng mà trong hành vi của người bệnh đó, tôi nói hành vi người bệnh, mình đang học là để trở thành, mình đang học, tôi đang giảng bài cho các anh chị trở thành dược sĩ, các anh chị đang thiết lập hành vi của người dược sĩ, các anh chị hình dung không? Mình đang học một cái ngành nghề đó, mình đang thiết lập hành vi của người dược sĩ,
và cái hành vi của người dược sĩ đó nó liên quan đến hành vi của người bệnh, hành vi đến người bác sĩ nữa đó, các bạn hiểu không? Đó mình đang nói về ví dụ như uống cách nhau 2 giờ, mình hiểu mình là người dược sĩ là mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân là hành vi của người dược sĩ là cách nhau 2 giờ. Nhưng mà cái về hành vi người bệnh nhân họ biết như vậy nhưng mà họ về có tuân thủ được cách nhau 2 giờ hay không đó. Nên ở đây tôi muốn nhắc lại các anh chị trong cái bài rosette của các anh chị góc nhờ hay là những cái lưu ý cho người dược sĩ là người dược sĩ phải thiết lập những hành vi lưu ý của người dược sĩ như thế nào, và ở góc độ của người bệnh nhân, tôi muốn các anh chị nhìn ở góc độ người bệnh nhân để hiểu và tư vấn, thì ở đây là hành vi của người của cái góc độ của bệnh nhân như thế nào, những lưu ý của người bệnh nhân như thế nào, nó có trong project đó, thấy không? Rồi các thời điểm để uống thuốc nè, uống vào bữa ăn à, uống vào bữa ăn đó, thì uống như thế nào, nó có đề cập trong này, uống cách xa bữa ăn à, uống cách xa bữa ăn à, uống cách xa bữa ăn. Thì một số ví dụ nằm ở trong bảng 4.2 các anh chị có thể xem giảm hấp thu do thức ăn. Đó, thì các anh chị nhớ đọc y văn thì mình coi là cái thuốc này nó uống vào bữa ăn như thế nào. Nhớ những cái đề mục này để khi mình thực hành lâm sàng. À, không phải là thực hành môn học của mình mà đấy là khi mình vận dụng vào tình huống người ta ăn uống như thế nào để tuân thủ ha. Hay là có thể uống vào cái thời điểm tùy ý có uống được hay không. À, kết luận là cái việc mà tương tác là ý nghĩa rất lớn trong điều trị. Người kê đơn có thể lợi dụng các kiểu phối hợp này, ví dụ như cải thiện tác dụng dược lý, cải thiện dược động học của thuốc, giải độc ha. Đó. Hoặc mà biết trước được hậu quả, đây cái chỗ này là cái dự phòng nào, quản lý nguy cơ để tránh những trường hợp phối hợp thuốc làm tăng độc tính tác dụng phụ. Thường cái trên này khó lắm nhưng mà cái dưới này, cái vai trò của người dược sĩ đây nè, làm sao là để biết mình có thể dự đoán những cái rủi ro trong sử dụng thuốc để mình phát hiện ra kịp thời, tránh để xảy ra vấn đề. Ví dụ như không ai muốn xảy ra tình huống xấu đúng không? Vậy thì phải làm giảm giảm cái tình huống xấu xảy ra đúng không? Đó. Thì đây cái chỗ này là của người dược sĩ mình à, phối hợp ha. Thì ở đây là gì, phải mình biết trước được những vấn đề để giảm ha, để giảm. Thì ở đây là một số phụ lục các anh chị có thể tham khảo để mình hành nghề, nhưng mà khi mình làm việc thì từ đây mình có thể tìm kiếm những cái tài liệu tốt hơn, những nghiên cứu tốt hơn, được chưa? Rồi. Tương tác thuốc với đồ uống nè, ở đây là một số phụ lục, một số phụ lục. Rồi thì ở đây là bài phản ứng bất lợi của thuốc, thì chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ có thời gian còn lại để cho các anh chị lo cái tiểu luận của mình. Hãy dùng cái thời gian hôm nay chúng ta mới có 3 giờ thôi, hãy ngồi làm. Còn các anh chị mà bỏ làm, các anh chị đi làm chuyện khác thì tôi chịu. À, nên đây không phải là chúng ta học, không phải là cái bài tiểu luận của các anh chị không phải là để về nhà làm riêng đâu. Tôi vẫn có sự thiết kế về thời gian à, nên ở đây à, các anh chị thấy rằng tôi học tôi dạy các anh chị là nên cố gắng đúng giờ, không nghỉ giải lao lê thê à, không nói chuyện giảm cái việc nói chuyện kể lể gì đó bên ngoài. Cái đó để tính sau, mà thời gian để cho các anh chị làm việc nha, chứ không có, chứ tôi không có lê thê cái thời gian giải lao, là giải lao cũng cần nhưng mà không có lê thê. Rồi thì mình đã đi được bài này và các thông số trường hợp cơ bản, các thông số liên quan rồi, tiếp đến không là tương tác thuốc rồi đúng không? Buổi sau thì chúng ta có thể đi là phản ứng bất lợi. Buổi sau các anh chị đã cơ bản đã hoàn thành được cái tiểu luận rồi,
thì chúng ta sẽ có, chúng ta buổi thứ tư rồi mà chúng ta thấy đi vào các bất lợi của thuốc này, dị ứng nè, đúng không? Và các đường dùng này, sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt này, và kháng sinh lâm thực hành thuốc trên lâm sàng. Thì đây buổi sau mình sẽ đi được 3 bài ha. Hôm nay là các thời gian còn 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi còn lại là các anh chị hãy xử lý, ngồi mà xử lý cái project của mình ha, được chưa? Ok không? Rồi.